Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú anh chị em mình trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cây sứ, một cây trang. Con quen rồi, con quên. Cây trang lá nhỏ ha cô chú anh chị mình ha. Cây trang màu đỏ, lá nhỏ. Cây này thuần chậu rồi nha cô chú anh chị mình, bông chùm và bông rất là xiên bông luôn. Cây này thuần chậu lâu rồi, cô chú anh chị mình về chơi yên tâm nha. Cây đây là cái bộ đế của cây rất là to nha cô chú anh chị mình. Bây giờ là con vô đo tổng bộ đế cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Bộ đế của mình tại vị trí là 52 nha cô chú anh chị mình. Dạ, 52. Rồi cái thân chủ của cây, thân lớn nhất của cây. Thân lớn nhất của cây tại vị trí mình là 20 nha cô chú anh chị mình. Dạ, 20. Cây trang này đẹp lắm cô chú anh chị mình ơi. Chiều cao ha. Ừ, anh đi ra ngoài đó đâu anh. Chiều cao của cây là 1m08 đó cô chú anh chị mình. Chiều cao của cây là 1m08. Tán ngang của cây là 84. Tán ngang của cây là 84 nha cô chú anh chị mình. Cây này rất đẹp luôn nha cô chú mình. Chị mình đang nằm trong chậu 60 ha. Cô chú anh chị nào yêu mến cái cây này thì con xin giao lưu với giá là 3,5 triệu. Con bao phí ship nha cô chú anh chị mình. Bao phí ship mà 200 km. Còn xa nữa thì con sẽ nhổ bầu nha cô chú anh chị mình nha. Đó, còn xa nữa thì con sẽ gọt bầu, con bó lại, con giao cô chú anh chị mình. Nếu mà ở ngoài miền Bắc thì con sẽ bỏ chậu nha. Tại vì nhờ giao nguyên chậu này thì nó sẽ bị bể chậu hết cô chú anh chị mình, nó ảnh hưởng tới cây nha. Nếu giao ra miền Bắc thì con sẽ nhổ cây này lên, còn giao ở tỉnh khu tỉnh miền Tây thì con sẽ giao nguyên chậu hết cô chú anh chị mình. Tại vì cái chậu này nếu mà giao đi xa quá thì con sợ không ổn cây, nó sẽ bể chậu của cô chú anh chị mình. Đó, cái chậu này là cỡ 40-50 kg cô chú anh chị mình nha. Đó, cô chú anh chị nào yêu mến thì xin liên hệ với con qua số điện thoại là 0932612668, cũng là số Zalo của con nha cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị nào yêu mến thì nhớ nhấn nút kênh ủng hộ con với cô chú anh chị mình ha. Đó, con sẽ đi siêu tầm những cái cây bông đẹp cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Cái cây bông trang này con thấy rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình, bông chùm chùm luôn á. Dạ, con xin chào cô chú anh chị mình, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo.